Tụi bay biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Không còn cách nào khác nữa. Tha cho em đi anh ơi. Có. Bây giờ về đi. Một cách duy nhất, hai tụi bay xử nhau đi. Thằng nào thắng thì sẽ sống, còn thằng còn lại. Ba. Trời! Mày làm gì vậy? Yeah. Tao biết giữa sự sống và cái chết, thế nào tụi bay cũng hiện nguyên hình. Đâu thằng nào tặng không mạng sống của mình cho ai. Tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp đi. Cũng nhanh lắm. Nó đáng chết hơn mày, nên kết cục này là dành cho nó. Tao cho mày lập công chuộc tội. Bây giờ mày giác sát thằng vô dụng đó đến vũ trường của thằng Hưng Sẹo, để đó cho tao. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Tao nói thì không được hỏi. Hai đứa tụi bay hãy hộ tống cho thằng Hùng, đưa cái xác này đến vũ trường của thằng Hưng Sẹo. Nhớ tuyệt đối không để cho nó phát hiện. Còn mày nữa, nếu như mày bị công an hay thằng Hưng Sẹo bắt thì tao cấm mày khai chuyện này ra, mày nghe không? Nếu như mày hó hé bất cứ điều gì, mày biết hậu quả thế nào rồi chứ. Gia đình của mày đó, dù trốn đâu tao cũng kiếm được. Tụi bay làm đi. Dạ. Dạ. Thank you.
Ủa mấy anh làm gì vậy? Nhanh lên, đi tụi bay, đi. Sao mày không đi? Nhanh ra, mày muốn chết hả? Gọi đi. Báo đại ca đi. Dạ thưa anh. Dạ em là Dân, đang đi làm. Em thấy một xác chết đang nằm ở vũ trường Hồng Hưng. Dạ dạ dạ. Dạ đã chết rồi anh. Dạ dạ, mấy anh tới giúp giùm em. Dạ dạ, cảm ơn anh. Đi. Alo, anh hả? Thằng Phùng, đàn em của thằng Tùng nó chết rồi, bị quan sát ở vũ trường chúng ta. Chắc chắn công an sẽ tới ngay bây giờ. Giờ tính sao anh Hưng? Mẹ, mày dám chơi tao hả? Mày nói tụi nó lấy hàng ma túy giấu hết đi. Dạ. Không có lệnh của tao, không buôn bán gì hết. Dạ. Nói với tụi đàn em là chuẩn bị tinh thần, tụi cơm sẽ tới hội thăm. Chỉ trả lời ngắn gọn một câu, không biết gì hết, nhớ rõ chưa? Dạ. Làm liền đi. Dạ. Đi mày. Tại sao lại giết tên Phụ? Để bịt đầu mối hay đổ tội cho nhau? Dạ ai? Ai là người đã đứng ra giết gã? Dạ, cũng có thể là do các băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Đồng chí cứ nói tiếp đi. Dạ, từ lâu trên địa bàn này là nơi tranh giành của hai băng nhóm Hưng Sẹo và Tùng Mưu Mô. Một con hổ tại nơi đây và một con hổ từ nơi khác đến. Tụi nó đang tranh giành quyền lực với nhau. Cuộc sống an ninh khu vực này rất là xáo trộn. Xin đại tá ra lệnh. Đồng chí tạm thời có thể ra ngoài. Có gì tôi sẽ gọi đồng chí sau. À mà báo với anh em là cứ tiếp tục theo dõi. Dạ, rõ đại tá. Quỳnh Ly, Quỳnh Ly.
được chưa? Không có chần chờ nữa. Anh ba nói nếu như mày không làm được thì quay về đây, anh ba sẽ giao cho một thằng khác thử đó. Dạ rồi, em sẽ trở về đúng hẹn. Anh Hưng, để đó em làm cho. Tao không thể nào đợi lâu hơn được nữa. Mau chạy đi, đừng để anh đổi ý. Không, không, em không thể để anh ở lại được. Anh nói là chạy đi. Thì ra chính mày đã bao che nó. Nếu mày xử không được thì để tao làm. Anh Hưng, anh Hưng. Ngày mai em lên sang Malaysia. Nơi đây không còn chỗ cho em dừng chân nữa đâu. Đây là hộ chiếu anh đã làm cho em. Nếu yêu anh, em phải biết quý mạng sống của mình. Giờ này anh phải trở về nơi đó. Nếu trễ quá, chúng sẽ xin nghỉ. Anh xin lỗi phải tạo hiện trường giả này. Khi em thức dậy là lúc anh đã đi rồi. Đừng tìm anh khi anh chưa cho phép. Luôn nhớ về em. Phan, anh lại nghĩ ra những trò này để bỏ em đi sao? Anh ba, yêu cầu anh chị mặc quần áo vào, theo chúng tôi về phường. Ai vậy? Xin chào. Hai anh chị mặc đồ vào, theo chúng tôi về phường.
Dương Minh Trọng. Dạ. Anh đã bị bắt. Nhưng mà anh tội vì dính líu tới đường dây cung cấp gái gọi cao cấp. Yêu cầu anh đi theo chúng tôi về cơ quan để điều tra. Đi. Chúc mừng mày làm tốt công việc của anh ba giao. Dạ. Tao nói thiệt với mày, tao cũng phục mày lắm đó. Tao ra tay với bất cứ đối thủ nào tao cũng không nhát tay. Nhưng mà đối với mấy con đàn bà khó quá. Kêu tao ngủ với nó thì được, kêu tao giết nó tao làm không có được. Đặc biệt nhất á là đẹp giống như con Quỳnh Ly vậy đó. Vì công việc em phải không từ bất cứ thứ gì. Giỏi. Mày giỏi lắm. Nè, hình như hồi nãy chưa ai nói với mày về vụ thằng Tùng nó giết thằng Phùng. Đàn em của nó quan sát qua vũ trường của tụi mình, làm cho công an tới điều tra. Không làm ăn gì được mấy bữa nay. Mẹ cái thằng khốn nạn, nếu mà tao không xử nó, tao không phải là thằng hư sẹo nữa. Sao nó lại giết thằng Phùng lính của nó vậy anh? Thì cái thằng đó buôn bán ma túy, qua mặt của thằng Tùng, đi cướp bắn người. Thằng Tùng điên lên giết nó chứ sao. Nhưng tao tức, tại sao nó lại chơi cái trò mất dạy đó. Nó ném xác qua vũ trường của mình. Em nghĩ đằng sau vụ này chắc chắn phải có âm mưu gì đây. Hay là anh gọi cho anh ba coi anh ba có ý kiến gì không? Anh ba hả? Tao có gọi rồi nhưng mà không được. Dạo này chỉ có anh ba chủ động gọi cho mình, chứ mình gọi cho ảnh, ảnh không nghe, hoặc là quăng số ở đâu đó rồi nên không nghe. Băng thằng Tùng nó muốn mượn tay công an để mình khỏi làm ăn. Vậy thì bây giờ mình phải tính ngược lại. Mình mượn tay công an để loại nó ra khỏi vòng. Tao thấy nó chướng mắt quá. Anh, em nghĩ tất cả mọi chuyện nên đợi ý kiến của anh ba. Chứ để lỡ có chuyện gì thì chết với anh ba đó anh. Sao cái gì mày cũng sợ thằng Tùng hết vậy? Tao thề với mày, tao sẽ giết nó cho mày coi. Mày hả? Khai đi. Ai là người chỉ đạo đường dây gái gọi cao cấp này? Dạ, dạ chị Hương Gà. Chỉ chỉ đạo mọi thứ, còn riêng em á không biết gì hết trơn á. Vậy làm gì? Ai cung cấp nhân viên cho đường dây gái gọi cao cấp này? Dạ em á chỉ có trách nhiệm là huấn luyện cho những cô gái mới về, chỉ họ cách đi nè, cách đứng. Dạ tạo cho họ ra dốc dáng như người mẫu. Còn gì nữa không? Dạ. Nói. Dạ. Thì em đưa những cô gái đó tới cho những đại gia nè, rồi những người khách có quốc tịch nước ngoài nữa. Vậy ai đứng đằng sau Hương Gà? Dạ em chỉ biết chị Hương Gà lớn nhất à. Chị đạo trực tiếp em. Còn ai đứng sau chị ấy, thì thật tình em không biết. Đồng chí. Dạ. Dạ hắn đi. Đi theo tôi.
anh ba, thằng Hưng đã đến rồi anh. Dạ anh ba. Chú Hưng, chú vẫn khỏe chứ? Dạ, nhờ hồng phúc của anh ba em vẫn khỏe. Cơn gió nào đã đưa anh ba tới đây vậy? Gió của cơn sóng dữ. Anh ba muốn xử lý thằng Tùng à? Không. Vậy là ai? Hương Gà. Tại sao anh ba lại muốn xử lý Hương Gà? Không xử không được, vì đường dây của nó đã bị lộ rồi. Ai đã làm lộ đường dây vậy anh ba? Có thể là thằng Trọng, lính của Hương Gà. Nó đã bị bắt và đồng ý chỉ điểm. Bây giờ công an đang hành động ráo riết. Nhưng nếu bắt thằng Trọng, chỉ bại lộ đường dây gái gọi cao cấp thôi, làm gì đụng tới chúng ta? Có cần xử Hương Gà không anh ba? Có. Nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà em thấy như vậy là hơi nhẫn tâm đó anh ba. Nếu mà bọn đàn em biết được thì còn mặt mũi nào nữa anh ba? Chuyện này thì chú mày khỏi phải lo. Có thể tao sẽ phao tin là tụi thằng Tùng làm, thì ai mà biết được. Anh ba có thể cho Hương Gà thêm thời gian để coi có đồng tĩnh gì hay không. Nếu như mà bất lợi cho mình thì xử luôn cũng chưa muộn mà anh ba. Không, như vậy sẽ chậm trễ. Hương Gà có thể sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Ai mà biết được nó sẽ khai những gì. Lúc đó chúng ta khó mà bịt miệng nó được. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, ra tay lúc này là thượng sách. Hương Gà cũng đã từng là cánh tay đắc lực của anh ba. Anh ba ra tay như vậy, em thấy là... Ta không phụ người, ác người sẽ phụ ta. Tao cảm thấy chú mày hơi chùng bước rồi đó. Có thể tuổi già đã làm cho chú mày rung chân rồi phải không? Dạ thưa anh ba, làm gì mà có chuyện em rung chân anh ba? Hương Gà là người biết mặt mày và mọi hành động của tao. Nếu để nó sống, nghĩa là tao phải chết. Chú mày không phục tao sao? Dạ không. Anh ba nói hoàn toàn đúng. Em sẽ làm theo lệnh của anh ba. Tốt. Chào anh ba. Bà chủ, bà nghỉ tay đi, để lát tôi làm cho. Ngồi không thì nó cũng buồn. Bà chủ đừng có lo nghĩ nhiều. Tôi nghĩ chẳng qua trong phút chốc ông chủ không kiểm soát được suy nghĩ của mình, chứ ông chủ đâu có nỡ đối xử với bà như vậy. Ông ấy không còn yêu tôi nữa. Vậy cũng hay đó. Tôi theo bà lâu lắm rồi, tôi thấy bà tôi thương quá. Tôi phải trả nợ đời. Tất cả cũng tại con nhỏ đó hết. Nó không quyến rũ ông chủ thì ông chủ đâu như vậy. Mình không nên trách người ta như vậy. Có trách á thì trách mình thôi. Có sao không bà chủ? Trời, chảy máu rồi. Để tôi lấy bông băng nha. Bà chủ chờ một chút. Nè. Ông làm sao vậy? Ông tới nhà tôi làm gì nữa hả? Anh tới để coi em như thế nào rồi anh mới yên tâm. Hãy đi với anh đi. Ở đây em có cố quay đầu lại thì cũng đâu có ai chấp nhận em đâu. Em hành xác của mình làm gì? Tôi không đi đâu hết. Con tôi đang bị bệnh. Nó bệnh không phải là lỗi do em, cũng phải là do ông trời, mà là do số phận của nó. Em đâu thay đổi được gì đâu. Đây là chuyện của gia đình tôi. Ông đừng có xía vô. Nè, tiền nè. Nếu em đi theo anh mà sợ ở nhà thiếu tiền, hay là cần tiền để chữa bệnh cho con bé đó, thì với số tiền này em có thể làm được mọi chuyện. Em cứ cầm lấy đi rồi đưa cho chồng em. Tôi không cần. Em cứ lấy đi. Nó không cần cho em, nhưng nó sẽ cần cho con của em lúc này. Giúp em thì anh không có ngại. Còn em theo anh hay không á, bây giờ anh cũng không ép em nữa. Cầm đi em. Tôi không cầm đâu. Ông đem đi đi. Nghe anh đi mà. Ông đi đi. Em cứ cầm đi. Nè.
em không biết phải đi đâu. Anh cho em về nhà nha. Đây là nhà của cô mà. Cô vô trong nhà đi, vô ngủ với con đi. Anh ơi, em cảm ơn anh. Anh tha thứ cho em rồi phải không anh? Còn cầm tiền gì đây nữa à? Dạ, tiền này để chữa mắt cho con mà anh. Tại sao cô làm cái điều này chứ? Em trả tiền cho hắn ta đi. Tới bây giờ cô vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao vậy? Em có làm gì hết á. Ông ấy tỏ lòng thành cho tiền để cho con mình chữa bệnh thôi. Em không muốn con mình bị mù suốt đời anh à. Em nói thiệt mà, em xin anh, em xin anh đó. Ai cho cô về đây? Dạ bà. Cô còn dám mang con người dơ vuốt và cả đồng tiền dơ bẩn này về đây nữa sao? Bà ơi, ba tha cho vợ con đi ba. Tha? Cô, cô ra khỏi đây ngay. Bà ơi, bà ơi, con xin ba, con xin ba tha tội cho con. Anh ơi, em xin anh, con trót lỡ dại mà ba, con biết tội của con rồi, con xin ba. Cái gì? Có thể tha thứ được, nhưng mà cái loại đàn bà hư đốn như thế này thì làm sao bà tha thứ được? Không có cái gì ô nhục bằng trong nhà có một đứa con dâu đi làm nỉ. Đi, đi. Ba ơi, ba, ba, ba có sao ba? Đi, đi, đi. Tôi không cần cô đâu. Cô đi đi. Nếu cô không đi thì tôi đi. Dạ, dạ con đi. Đừng mà ba. Em đi nha. Thu à, Thu à, em đừng có đi Thu à. Thu à, Thu. Nhanh, đi vô. Ba nói mày đi vô. Ba, ba có sao không ba? Để con đưa ba vô nhà. Nè bà chủ, tôi bị đứt tay thôi mà, có sao đâu. Thôi bà để cho tôi băng cho. Bà dịnh miếng băng nha. Bà chủ, bà chủ, ông chủ về rồi kìa. Tôi muốn nói chuyện với bà một chút. Bà chủ, ông chủ kêu bà kìa bà chủ. Bà đọc xong rồi ký vào. Lần này bà còn xé nữa, bà biết tay tôi. Chiều nay tôi sẽ cho người qua đây dọn phụ bà. Dọn xong thì đi khuất mắt tôi. Tôi không đi đâu hết. Đây là nhà của tôi. Nhà của bà? Từ lúc nào vậy? Ông thiệt là nực cười quá. Ông đừng mong tôi sẽ ký vào đây. Nhưng mà nếu ông muốn tôi ký thì cũng được thôi. Với một điều kiện, tôi muốn nửa ngôi nhà này. Bởi vì dù sao tôi cũng đã ở trong ngôi nhà này hơn 20 năm rồi. Bà đừng có mơ. Ngay từ đầu ngôi nhà này là của tôi. Bà theo tôi về đây. Tôi có cưới hỏi gì bà không? Cái ngày bà về đây á, tôi đuổi cô vợ già ra để bà có chỗ nương thân. Nể tình lúc trẻ tôi thấy bà xinh đẹp nên tôi mới giúp. Tôi chưa bao giờ biết yêu thương ai hết á. Nếu bà biết điều tôi còn suy nghĩ lại để cho bà ít tiền. Còn không ha, một xu cũng không có. Đồ đàn bà hư, bỏ
bỏ chồng theo trai. Ông im đi, đi cho khuất mắt thôi. Ai đi khuất mắt ai? Thôi được, tôi sẽ ký. Phải chi ngay từ đầu bà biết điều vậy thì tôi đâu phải tốn nhiều nước bọt vậy chứ. Tôi thật không ngờ cuối cùng tôi cũng phải nhận cái quả báo này đây. Đúng là trời cao có mắt mà. Lát nữa tôi sẽ cho người qua đây dọn đồ phụ bà. Nếu có thiếu tiền thuê nhà thì tôi sẽ cho bà một chút. Mất công bà nói tôi là người nhẫn tâm. Bà nhớ kiếm cái nhà nào nhỏ nhỏ thôi nha. Cuối đời già rồi, không có ai lo cho bà như lúc trẻ đâu. Cảm ơn ông. Tôi tự biết sống mà. Tôi cũng hy vọng rằng là ông sẽ có con nối dõi, để cái dòng khốn nạn của ông sẽ không bị tuyệt tự. Bà muốn ám chỉ điều gì vậy? Tôi có ám chỉ gì đâu. Rồi tự ông cũng sẽ biết thôi. Bạn nói cho cẩn thận đó. Alo, anh nghe nè. Anh đang về nè cưng. Đại ca gọi em. Phải. Mau chóng xóa sổ cô ta. Đại ca muốn xử ai? Hương gà. Tại sao? Tao có cần phải trả lời câu hỏi của mày không? Đây là mệnh lệnh. Dạ. Dạ. Khoan đã. Dạ. Tao cho tụi bay 2 tiếng đồng hồ để làm xong chuyện này. Dạ. Dạ. Có dặn tụi nó như lời tao nói không? Đứa nào muốn về quê thì cứ về, còn đứa nào ở lại đây thì dỡ án binh bất động. Nè, mày nói với tụi nó, đứa nào mà tự ý cãi lệnh tao đi khách, lỡ bị bắt thì tự chịu một mình. Còn hé tên tao ra thì tao xử cả gia đình tụi nó, nghe rõ chưa? Xác nó đi.
tôi chịu mất dấu đó. Biết rồi. Alo, tôi nghe. Báo cáo đại tá, sau khi điều tra kỹ tình trọng thì hắn chỉ biết thật sự đằng sau hắn là Hương Gà thôi. Rồi, các đồng chí cứ tiếp tục theo dõi. Rõ. Chiều mai lúc 2 giờ chúng ta họp chuyên án. Rõ. Thông báo cho H1 chuẩn bị hành động. Ai bên ngoài vậy?